Theo tin từ Reuters, phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, giá dầu giảm sâu thông tin sản lượng dầu tháng 4 của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng cao và bởi nhà đầu tư trên các thị trường đẩy mạnh chốt lời. Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 4 tăng 170.000 thùng một ngày lên mức 32,64 triệu thùng một ngày, gần sát với mức cao kỷ lục trong nhiều năm mới được thiết lập cách đây vài tháng. Sản lượng xuất khẩu dầu tháng 4 của Iraq đặc biệt tăng mạnh. Bên ngoài OPEC, sản lượng của Nga cũng tăng nhanh trong tháng 4. Không ít chuyên gia đang cảnh báo về khả năng giá dầu sẽ giảm sâu trở lại sau khi tăng cực kỳ ấn tượng trong tháng 4 năm 2016. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA khẳng định nếu kinh tế thế giới thời gian tới không có cú sốc nào bất ngờ thì chắc chắn giá dầu đã lập đáy. Tại buổi họp mới đây của nhóm G7, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định sản lượng dầu tại Mỹ năm 2016 đã giảm 600.000 thùng một ngày so với mức trung bình 9,6 triệu thùng một ngày của năm 2015.